nông thôn làm giàu xin chào bà con. Con chuối là một loại động vật hoang dã thuộc họ nhà chuột hay còn gọi là chuột tre. Trước kia chúng sinh sôi nảy nở trong tự nhiên rất nhiều, nhưng thời gian gần đây, mọi người được biết đến chất lượng của thịt chuối mát, tốt cho sức khỏe nên bị khai thác ngày càng nhiều. Trong tự nhiên không còn được như trước nữa. Hôm nay, kênh có đến trang trại của anh Đức tại miền Tây để hướng dẫn bà con kỹ thuật chăn nuôi cũng như sinh sản để phát triển kinh tế cho gia đình. Xin chào bà con, tên tôi là Nguyễn Quang Đức. Hiện tại như trang trại tôi đang đứng đây có địa chỉ tại khu vực Thới Long, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Hiện tại trang trại trong một thơ đây tôi có nuôi một số con giống như là chồn, giòn và dúi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với bà con kỹ thuật cũng như là cách chăm sóc cũng như là nuôi phát triển kinh tế về con dúi má đào Thái Ban và con mốc đại Trung Quốc. Vâng, thưa bà con, thì trước mắt việc bắt tay vào nuôi con gì thì trước mắt bà con cũng phải cần tìm hiểu đến việc xây dựng chuồng trại cũng như là cách thức chăm sóc. Thì hiện đây tôi sẽ giới thiệu với bà con cách xây dựng cũng như giới thiệu với bà con cách xây dựng chuồng trại làm sao thì nó phù hợp, hợp lý nhất đối với nuôi con dúi để đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất đối với bà con. Đối với xây dựng chuồng trại thì bà con cũng có thể tận dụng được một số những cái chuồng trại, chuồng gà, chuồng lợn hay là những cái gian nhà bỏ không có thể tận dụng và có thể để làm nuôi con dúi này. Nhưng bà con đặc biệt lưu ý cho tôi, mình tận dụng chuồng trại thì mình cũng cần lưu ý những trường hợp sau. Đó là về chuồng trại cũng không thể để là quá thông thoáng hay là cũng quá ngột ngạt, bí bách. Đặc biệt đối với con dúi này thì cần thoáng mát. Nhưng cũng cái thoáng mát đây thì bà con cũng đặc biệt lưu ý đó là không để gió trực tiếp thổi thẳng vào chuồng nuôi, và đặc biệt là thổi thẳng vào chuồng dúi thì sẽ dẫn đến con dúi sẽ sức khỏe sẽ gặp vấn đề. Khâu chuồng trại thì đôi khi bà con tưởng chừng như là rất là đơn giản và dễ xử lý, nhưng bà con đã nhầm tưởng, vì khâu chuồng trại cực kỳ quan trọng để tiến tới là bà con có thể nuôi thành công hay là thất bại đối với con dúi này. Đối với con dúi ở khu vực miền Tây nói chung và đặc biệt là tỉnh Cần Thơ nói riêng thì bà con có thể xây dựng chuồng trại. Đối với chuồng dúi, bà con có thể làm bệt thẳng xuống đất như này và không cần phải kê cao hay gì, bởi vì trong cái môi trường miền Tây mình thì cái thời tiết cũng như là cái nhiệt độ của thời tiết ở ngoài trời cũng như là trong phòng nuôi thì thường là sẽ là rất là mát mẻ, rất phù hợp với nuôi con dúi, cũng như là không có cái thời tiết như lồm ẩm như ngoài miền Bắc để chúng ta có phải là kê cao cái chân chuồng lên. Theo anh Đức chia sẻ, khi chăn nuôi dúi vấn đề chuồng trại rất quan trọng. Nếu nuôi dúi má đào Thái Lan, bà con phải làm gạch ngoài 60-60. Đối với con dúi mốc trọng lượng nhỏ hơn thì có thể làm gạch 50-50. Khi chăn nuôi con dúi này tại Việt Nam thì tùy khí hậu từng vùng miền mà sẽ làm chuồng khác nhau. Ví dụ miền Bắc có thời tiết nồm ẩm nên làm chuồng phải cách mặt đất, còn trong miền Tây thì không. Nhưng lưu ý khi thời tiết nóng bức, bà con quạt mát cho dúi nhưng không được gió thổi trực tiếp, vì như vậy sẽ ảnh hưởng tới hệ hô hấp của dúi. Đối với bà con đi chọn con giống, làm sao mời con giống chuẩn. Thứ nhất là nhìn bằng mắt thường, đó là con giống phải người nó phải dài đòn. Đây, như bà con thấy trên tay tôi là một con giống dúi má đào Thái Lan chuẩn. Đấy, người dài đòn, mặt tròn, hai má đỏ, cũng như hai hàng ti đều đẹp. Thì lúc đấy mới là đạt tiêu chuẩn về làm giống. Thứ hai là khi chọn con giống thì con giống nó phải hiền lành, thuần. Bà con có thể ôm bế, sờ, vuốt ve thoải mái. Đối với cách chọn con dúi má đào đực chuẩn thì bà con cũng cần lưu ý. Cũng vẫn là phải là không có khuyết tật gì. Và đặc biệt là hàng cạ đôi cà. Đặc biệt là cà của chúng phải to, đều, rõ, đẹp. Như đây, bà con thấy. Chẳng như con dúi trên tay tôi cầm. Rất là khỏe, mông vai, rộng. Người trườn, dài con, dài đòn. Thì những con dúi này đã đạt chất lượng làm giống. Để thành công nuôi sinh sản con dúi này thì bà con phải chọn được chính xác những con dúi chuẩn. Đầu tiên qua bề ngoài thì lông mượt, dài đòn, mắt sáng. Sau đó sẽ chọn đúng được cái chuẩn như anh Đức vừa chia sẻ ở trên. Sau khi chọn con giống tốt thì bà con phải cho chúng ăn thức ăn một cách hợp lý. À,
Trong quá trình bà con chọn được con giống ưng ý thì tiến tới là bà con sẽ nhập giống về nuôi. Thì trong quá trình nuôi thì bà con cũng cần phải bám sát được những cái thực đơn ăn hàng ngày của con dúi tại trang trại mà bà con đã nhập. Ví dụ như trang trại tôi thì đang cho chúng ăn tre, ngô, mía, khoai, sắn và thân cây sắn. Thì về bà con muốn thay đổi thực đơn theo môi trường cũng như là theo ý của bà con thì bà con cũng phải thay đổi dần dần, từ từ. Chẳng hạn như dúi của trang trại tôi thì buổi sáng thì chúng sẽ có phần ăn ngố, ngô và mía và thân cây sắn, sẽ thay đổi luân phiên theo từng ngày, từng bữa, sẽ không dẫn đến những thực đơn nó bị nhàm chán cũng như là kích thích sự ham ăn của con dúi để đạt được trọng lượng cũng như là hiệu quả kinh tế cao về thực đơn dinh dưỡng cho con dúi. Khi bà con bắt con giống về nhà thì bà con thời gian đầu bà con nên bám sát những cái thực đơn của trang trại. Sau đấy thì bà con mới tiến hành thay đổi khẩu phần ăn của con dúi một cách từ từ, tránh trường hợp là bà con ở trang trại đang áp dụng công thức ăn nó khác mà bà con về bà con thay đổi một cách đột ngột thì dẫn đến con dúi nó sẽ bỏ ăn và có thể là ảnh hưởng đến sức khỏe của con dúi. Khi con dúi đã về nhà mình thì bà con trước mắt đầu tiên là phải bám theo cái thực đơn của trại là cái đầu tiên. Thứ hai, bà con tùy vào địa phương và những cái nông sản của bà con sẵn có, bà con có thể thay đổi chế độ làm sao cho nó hợp lý, như là cân bằng được chính dinh dưỡng dành cho con dúi trong quá trình chăn nuôi. Thức ăn chính của dúi là tre, bắp, khoai lang, thân cây khoai mì, cỏ voi. Tất cả nguồn thức ăn của chúng phải đảm bảo sạch sẽ, không hóa chất. Lượng thức ăn của chúng rất ít, không đáng kể, thậm chí có rất nhiều trong tự nhiên tùy nơi và có thể không mất chi phí thức ăn. Tuy nhiên, thức ăn là tre hàng ngày đều phải cho chúng ăn, nhưng những thức ăn khác sẽ phải luân phiên. Khi mới mua con giống về, bà con phải cho chúng ăn đúng theo lịch như của trang trại giống bà con mua, tránh trường hợp thay đổi đột ngột, gây ra rối loạn tiêu hóa cho chúng. Trong quá trình chăn nuôi thì bà con nên cần biết một số đặc điểm cũng như là nhận dạng khi thế nào là con dúi lên giống. Đối với con cái khi lên giống thì chúng sẽ có biểu hiện là đứng dựng, cào chuồng và hai hàng ti sẽ ửng đỏ và bộ phận sinh dục cũng sẽ sưng và ửng đỏ lên. Thì lúc đấy là bà con có thể nhận biết bằng mắt thường đó là con dúi cái của mình đã đến tuổi lên giống và ghép cặp sinh sản được rồi. Đối với con đực cùng tháng tuổi với cả con cái thì những con đực đấy đã đạt điều kiện và tiêu chuẩn để cho ghép cặp sinh sản. Thì bà con tiến hành bắt con đực sang chuồng con cái. Và trong quá trình bà con bắt con đực sang chuồng con cái thì bà con cần phải đứng quan sát để xem chúng có con cái nó có chịu con đực hay không và có đồng ý cho con đực giao phối với con cái hay không. Thì bà con thì phải quan sát từ 3 đến 5 phút. Nếu như trong từ 3 đến 5 phút hai con đực và con cái không có hiện tượng cắn nhau thì bà con có thể yên tâm và ghép chúng với nhau. Còn trong quá trình bà con thả sang mà hai con có hiện tượng gầm ghè cũng như là cắn nhau thì bà con nên tách con đực sang về chuồng của mình và đợi từ 1 đến 2 ngày hoặc 3 ngày gì đó bà con có thể tiến hành ghép lại. Thì lúc đó cái độ chịu của con cái nó chịu sâu hơn và bà con có thể ghép được và có thể phối ra một lứa giống đảm bảo chất lượng cho bà con. Còn đối với con dúi thì đủ tháng tuổi sinh sản lứa đầu tiên thì đó là từ 9 tháng đến 9 tháng rưỡi thì bà con có thể là bỏ qua một lứa đầu. Khi bà con bỏ qua một lứa đầu vậy thì trong vòng một tháng sau thì cả con thì con dúi cái nó sẽ lại tiếp tục lên giống lại, thì lúc ấy bà con sẽ ghép lại, thì lúc này con dúi cái của bà con sẽ sinh trưởng cũng như là phát triển đầy đủ, có thể ghép một lứa tốt cho bà con. Trong quá trình con dúi cái lên giống thì bà con cũng cần phải đặc biệt lưu ý cho tôi một trường hợp, đó là quá trình lên giống và chế độ dinh dưỡng của con dúi trước khi đi vào ghép giống cũng như là sinh sản lứa đầu hoặc là lứa thứ hai. Chế độ dinh dưỡng là bà con lưu ý là trong quá trình tiến hành ghép cặp thì bà con phải cần bổ sung dinh dưỡng cho chúng thêm, đó là một chút cám để chúng có thể, hoặc là cơm trộn với canxi, bột, khoáng chất bột trộn vào cơm và bột tre để cho chúng ăn, để chúng đầy đủ dinh dưỡng, có thể tiến tới là ghép cặp và sinh sản, tránh tình trạng là khi con dúi cái nó sinh con ra không đủ sữa cũng như là không thiếu chất
dẫn đến là tình trạng là cắn con và bỏ con không nuôi, thì sẽ dẫn tới thiệt hại cho bà con với những dúi con. Trong quá trình chăn nuôi cũng như là bắt tay vào một môi trường mới nào thì cái trăn trở cũng như cái đắn đo của bà con là cái đầu tiên, đó là về cái đầu ra. Thì xin thưa với bà con là về đầu ra, đối với không riêng gì con dúi mà một số con chồn giòn dúi của trang trại tôi, thì tất cả những con vật của trang trại tôi bán ra, hay thậm chí là có một số bà con không mua con giống của trang trại tôi nhưng không có đầu ra, thì bên tôi vẫn nhận bao tiêu lại cho bà con, khi bao tiêu với lại với bà con và xin công khai với bà con luôn là bao tiêu lại của bà con là với hai hình thức như trang trại tôi đang áp dụng, đó là một là bao tiêu hình thức con giống, hai là bao tiêu hình thức con thương phẩm. Đối với con giống thì tôi bao tiêu lại với bà con là bắt đầu những con đạt tiêu chuẩn làm giống thì tôi sẽ bao tiêu lại với bà con và thấp hơn giá thị trường là 10%. Và đối với con thương phẩm thì lại có hai hình thức, đó là một là tôi bao tiêu lại với bà con là theo hợp đồng là một giá hoặc là theo giá thị trường và thấp hơn giá thị trường là 10%. Nên là vấn đề về đầu ra bà con có thể yên tâm phần nào và chú trọng vào khâu chăn nuôi cho tốt. Còn đầu ra thì bên tôi sẽ nhận bao tiêu lại cho bà con. Trang trại tôi thì có đầy đủ chính sách cũng như là pháp lý về bảo hành con giống cho bà con, nên bà con có thể yên tâm chăn nuôi. Vậy là vừa rồi anh Đức đã chia sẻ về khả năng sinh sản, cách chép đôi sao cho hợp lý tạo hiệu quả cao. Ngoài ra, trang trại anh có bao tiêu đầu ra cho tất cả bà con, nên bà con yên tâm. Nông thôn làm giàu xin chúc bà con thành công với mô hình chăn nuôi con dúi này.